Bao bì Minh Anh giới thiệu đến các bạn sản phẩm bao PP nguyên liệu, bao PP polypropylene, nguyên liệu là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp đóng gói và vận chuyển hàng hóa. Bao PP là sản phẩm được sản xuất từ nhựa PP, một loại nhựa có đặc tính bền, cứng và chịu lực tốt. Những đặc tính này giúp bao PP nguyên liệu trở thành một giải pháp đóng gói tuyệt vời cho các loại hàng hóa như gạo, bột mì, phân bón, thức ăn gia súc, hạt giống và nhiều loại nguyên liệu khác. Bao PP nguyên liệu được sản xuất với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau để phù hợp với các nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đối với những nguyên liệu có trọng lượng nhẹ, bao PP có thể được sản xuất dạng túi đứng, túi ngang hoặc túi dệt. Đối với những nguyên liệu có trọng lượng lớn, bao PP thường được sản xuất dạng túi đứng có quai sách để thuận tiện cho việc vận chuyển và sử dụng. Bao PP nguyên liệu còn có khả năng chống thấm nước và chống bụi, đảm bảo rằng các nguyên liệu bên trong không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường bên ngoài. Ngoài ra, bao PP nguyên liệu còn có thể in ấn hình ảnh, logo và thông tin sản phẩm để quảng bá thương hiệu của khách hàng. Bao PP nguyên liệu là một sản phẩm đóng gói vô cùng hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp khác nhau. Với các đặc tính bền, cứng và chịu lực tốt, bao PP nguyên liệu đảm bảo sự an toàn và bảo vệ cho nguyên liệu bên trong, đồng thời giúp giảm thiểu sự lãng phí và tăng hiệu quả trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.